Nhiều ngày nay, phụ huynh học sinh ở trường tiểu học Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu rất bức xúc gọi về đường dây nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh về các khoản thu đầu vào năm học tại trường. Trước những phản ánh của các phụ huynh, ngày 16 tháng 3, nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã về địa phương để tìm hiểu sự việc. Chị Phạm Hồng Nhung có con học lớp 3 bức xúc cho biết, từ đầu năm học đến nay, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo 4 đợt thu tiền. Do thấy đợt thu tiền lần thứ tư này có nhiều uẩn khúc nên chị Nhung đã kiến nghị và có ý kiến đến nhà trường. Từ đầu năm học đến nay, chị Nhung đã đóng tổng số tiền là 4.337.000 đồng. Về hai cái khoản mà em đang thắc mắc là cái chỗ mà hoạt động ngoại khóa này và cái khoản hỗ trợ giáo dục. Cái khoản hoạt động ngoại khóa này này, theo như thầy giải thích cho bọn em thì là nó sẽ là cái tiền vào thứ sáng thứ hai hàng tuần, là cái tiết chào cờ là sẽ thu 15.000 đồng một tháng. Cô hiệu trưởng có mời thầy vào để gặp và có nói là đưa con em vào trường hợp đặc biệt. Nếu cảm thấy những khoản thu mà không hợp lý thì sẽ hỗ trợ cho con em. Nhưng em cũng nói luôn là em không chấp nhận hỗ trợ. Em làm như này là vì lợi ích chung của tất cả mọi người chứ không phải của riêng em. Không chỉ có chị Nhung mà hàng trăm phụ huynh học sinh cũng bức xúc vì nhiều khoản thu phi lý như phát triển nhà trường 200.000 đồng, thông tin liên lạc điện tử 90.000 đồng, quỹ hội phụ huynh học sinh 50.000 đồng và hoạt động ngoại khóa 135.000 đồng. Anh bảo bây giờ với cái mức lương mà 5, 6, 7 triệu là anh bảo có đủ ăn để mà nuôi các cháu học hành như này không? Đấy, như đợt 3 em chưa đóng, bây giờ lại đến đợt 4 rồi này anh ạ. Chưa đủ thể tiền để mà xoay. Nếu mà để so với các trường khác nó phải vênh lên hàng vài triệu ấy anh ạ. Tính 4, 5 lần áng áng nó phải lên tầm 7, 8 triệu. Các khoản thu của em là từ đầu năm là đóng chia làm 4 đợt. Mục tiêu của mục đích của các bạn ở đây á, thì cần mong muốn là nhà trường ấy là có một cái cụ thể lại về tất cả các khoản đóng đó là vào mục đích gì. Ngay sau khi nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên về tìm hiểu sự việc, ghi nhận những phản ánh của các phụ huynh học sinh, sáng ngày 17 tháng 3, trường tiểu học Tân Dân đã tổ chức họp phụ huynh toàn trường để nghe những ý kiến phản ánh, đồng thời giải đáp những thắc mắc của các bậc phụ huynh. Tại cuộc họp, nhà trường đã thẳng thắn thừa nhận còn thiếu sót trong một số khoản thu. Của trường quỹ phụ huynh học sinh á, là bây giờ em hỏi nó đang ở đâu và đi như thế nào? Cái tiền hỗ trợ nhiều khoản chị nói là hỗ trợ, thì bây giờ những gia đình điều kiện không có để hỗ trợ thì không đóng có được không? Thì nhà trường chúng tôi sẽ kiểm thống nhất như sau. Thứ nhất, tiền hỗ trợ hoạt động ngoại khóa sẽ gửi lại phụ huynh. Thứ hai là tiền thông tin liên lạc giữa phụ huynh với giáo viên, quan điểm của tôi không thu. Vấn đề thứ ba, kể cả hỗ trợ phát triển nhà trường, tôi đã có ý kiến như thế này, quan điểm của tôi trả lại phụ huynh, kể cả ngay quỹ phụ huynh, là thực tế mục đích thực ra cũng để là hỗ trợ mua thêm một mấy cái tivi để cho con em học tập, nhưng đến bây giờ theo quan điểm của tôi cũng không thu 50.000. Tại buổi làm việc với phóng viên, cô giáo hiệu trưởng nhà trường cho biết các khoản thu này nhà trường đều chỉ đạo và phổ biến đến giáo viên chủ nhiệm các lớp. Sau đó giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo đến các phụ huynh, nhưng do nhầm lẫn nên một số giáo viên đã truyền đạt sai với chỉ đạo của ban giám hiệu. Thì khi mà kiểm tra cái đóng góp thu thì tôi lại thấy rằng là tôi mới bảo ôi chứ sao này đồng chí lại ghi là như thế này. Thì giáo viên cũng tự nhận là đây là do cháu ghi nhầm chứ không phải rằng là do lỗi nhà trường là triển khai. Không chỉ thắc mắc về các khoản thu trên, các phụ huynh học sinh còn cho rằng nhà trường vẫn còn mập mờ trong việc thu tiền học tăng thêm thời lượng. Số tiền này là 1.400.000 đồng một năm học. Cũng tại buổi làm việc, cô giáo Bùi Thị Hường đã thống nhất sẽ trả lại phụ huynh học sinh 4 khoản tiền thu chưa đúng. Số tiền này là 475.000 đồng một học sinh. Tổng số tiền nhà trường trả lại là hơn 700 triệu đồng. Chắc chắn là mình phải nhận ra những cái điều gì đúng, cái điều gì mà mình chưa được thì mình phải sửa và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Trước những phản ánh trên, đề nghị các ngành chức năng sớm vào cuộc tiếp tục xác minh làm rõ những khoản thu của trường tiểu học Tân Dân, lấy lại niềm tin của các phụ huynh và để các cháu học sinh mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến của sự việc và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong các bản tin thời sự tiếp theo.